Quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, mưa thì không còn nhiều nhưng nhờ có gió đông ẩm nên lúc này người dân các tỉnh miền Bắc vẫn có được một buổi sáng trời thu khá là dễ chịu. Nhiệt độ ở vùng đồng bằng là từ 25 đến 27 độ, khu vực vùng núi thấp hơn chỉ từ 23 đến 24 độ. Một số nơi ở khu vực vùng núi cao trời còn rét nhẹ với nhiệt độ dưới 20 độ. Trong ngày hôm nay, miền Bắc vẫn duy trì được tiết trời tạnh giáo có nắng. Nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực ven biển, các tỉnh thành Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định hay là các tỉnh vùng núi phía Tây như Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai dao động trong khoảng từ 30 đến 32 độ. Khu vực Trung Du và Đồng Bằng, trong đó có cả thủ đô Hà Nội, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 33 đến 34 độ. Cũng nhờ có gió đông từ biển thổi vào nên trong ngày hôm nay miền Trung không có nắng quá mạnh, nhiệt độ cao nhất trong ngày chỉ khoảng dưới mức 35 độ. Về chiều và tối, ở khu vực vùng núi phía Tây, các tỉnh thành Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và cả Bình Định sẽ xuất hiện những cơn mưa rào và dông dạng nhiệt. Mưa dông có thể kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc xoáy và gió giật nên người dân cần hết sức lưu ý, tránh di chuyển dưới trời mưa dông. Người dân ở các tỉnh thành Nam Bộ và Tây Nguyên cũng có được một buổi sáng cuối tuần tạnh giáo có nắng. Tại Tây Nguyên, nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay vẫn phổ biến từ 28 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ, nhiệt độ là từ 30 đến 32 độ. Cục bộ một vài nơi ở miền Đông có nhiệt độ đạt ngưỡng 33 độ. Tuy nhiên, do vẫn chịu tác động của gió mùa Tây Nam, nên chiều và tối nay trên cả hai khu vực vẫn lặp lại mưa rào và dông. Nhiều nơi có mưa vừa, mưa to, lượng mưa từ 20 đến 40mm, cục bộ có nơi cao hơn. Cảnh báo về dông, sét và gió giật vẫn được đưa ra ở các khu vực này. Trên biển, gió mùa Tây Nam tiếp tục gây thời tiết xấu cho nhiều vùng biển của nước ta trong ngày hôm nay. Khu vực giữa và nam của Biển Đông, trong đó có vùng biển huyện đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan sẽ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa thấp chỉ từ 4 đến 10 km, kèm theo đó là dông lốc và gió giật mạnh. Và sau đây là dự báo thời tiết trong 3 ngày tại các khu vực trên cả nước.